trời xui chi cho duyên tình mình đôi nơi. Em đi ngoài phương xa, em đi ngoài gió mưa. Em ơi bỏ anh sao đành nở tâm mơ. Mình có tha thiết yêu nhau nhưng làm sao tiếp kề cận mãi bên chàng. Anh sẽ nguyện yêu em mãi mãi muôn nhà đời. Nói gì tìm nữa, định mệnh ngăn đôi mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người một ngả đường. Bà đi đường tôi bước, bà đã theo chồng quên kỷ niệm ngày xưa. Do bão nắng mưa lòng người thay đổi, hoàn cảnh hôm nay ai làm nên tội mà khổ đau này riêng chị mình tôi. Bà đã có đôi giày vui duyên mới để tôi ôm sầu ôm nói sầu cô đơn. Quân Dương, ai? Quân Dương, Quân Dương lại đây đi, tiếp cho hung cái nè. Nói thiệt, nói thật à? Nè, nói cho biết nha, không phải lúc nào cũng được đâu đó, chỉ có chương trình này thôi đó nha. Đừng gạt ta nha. Không thiệt á. Ta khổ nhiều lắm đó. Xạo. Lại đây chàng. Lẹ đi. Dừng môi lại. Hoàng hậu. Hậu à, chẳng muốn nói với hậu là hoàng hậu ơi, thiếp không có lỗi gì hết. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu hãy tin tưởng thần thiếp đi. Thần thiếp không làm điều gì sai hết. Hoàng thượng có, hoàng thượng từ ngày có Dương Phi ruộng bỏ thiếp. Không. Rồi nếu như không còn yêu thiếp nữa, thôi thì anh hãy cứ đi đi. Trời ơi. Anh hãy cứ đi đi. Hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc kia ra sao. Mà yêu thương đến nhường nào, sẽ đến đâu khi mà chúng mình xa nhau. Tao 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 tao. Hoàng hậu, đứng lại con kia. Ủa sao tự nhiên con nhỏ cái con gì màu đỏ mới chạy qua phải không? Ai vậy? Cho con hỏi cái, phòng thay đồ ở đâu vậy? Cô là ai? Dạ con là người mới trong vũ đoàn. À bên đám múa đó hả? Dạ. Vũ đoàn bên đây làm gì có thay người đâu mà người mới gì đây? Dạ có. Con nhỏ kìa nó mới bị bệnh. Nó nói nay nó bị khan tiếng nên nó múa không được. Trời. Nhờ con múa giùm. Nói thiệt nha. Mày là ai? Ai? Vô đây làm gì đây nè? Đưa mình lên công an phường vậy. Cô ơi, con nói đi. Thật sự là... Nói lại đi. Mày vô đây làm gì? Ta đang tạm tuần. Dạ, thật sự là con có mượn tiền của tụi giang hồ để con chữa bệnh cho má con. Má con bệnh nặng lắm. Mà giờ con chưa có tiền trả, tụi nó đòi giết con. Nó chạy vô hướng này nè. Nó chạy vô hướng này nè. Con chứ không lại. Bây giờ trốn đi. Trốn đi. Tính sao? Tôi lo ngoài này đi. Cái này gánh hát hả? À? Dạ. Cho hỏi cái ơi, có thấy nhỏ nào mới chạy vô đây không? Không có đâu, ở đây đâu có ai rồi nè. Đâu có ai chạy đây. Đâu có ai chạy đâu. Nếu mà tôi tìm có đó, ông không yên với tôi đâu nha. Tập tuần đi. Nhã đi.
lên tụi bay, lên. Cái gì vậy? Không được làm bậy nha, đừng có làm bậy cậu ơi, cậu có gì từ từ nói. Bình tĩnh cậu ơi. Đừng có. Cậu ơi, liệu không mấy chạy đi chứ nó đông lắm. Trời ơi, nó ăn cắp. Trời ơi, nó ăn cắp trong túi mày biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 1,1 triệu. Sao bèo vậy? Mà sao mày nhỏ mày đâm mày ăn người vậy? Anh em, rút! Rút mày ơi! Trời ơi! Tụi mày đứng lại! Sao chú đổi cho con chi vậy? Con. Dạ. Chú khuyên con, từ đây về sau, đừng làm cái nghề ăn cắp này xấu lắm nha con. Chú muốn nói với con giống con gái chú lắm. Chú khuyên con lời cuối cùng. Chưa. Chưa hỏi tại sao mọi người đã đứng nhìn không như vậy? Thì sao? Sao? Kêu xe cấp cứu. Ai là ai? Cấp cứu đi. Qua chuyện ông lại được nghe coi. Trời ơi. Bữa nào? Xuất hát tối nay nè. Bán vé xong hết rồi. Ai diễn? Cô cho con hát được không cô? Cô nghĩ cô là ai mà hát giai hoàng thượng hả? Con hát được. Cô biết sao không? Hồi đó con có nhắc tuồng ở trong đoàn hát á. Giai nào con cũng thuộc hết trơn á. Con làm được á cô. Đừng có nói dối. Giai nào cũng thuộc tại sao cô không lên cô hát chính hả? Làm gì nhắc tuồng hoài vậy? Tại sao phải đi ăn cắp như vậy? Thật sự là con không muốn ăn cắp đâu. Tại má con bệnh hoài à. Con không có tiền chữa. Mà nghề nhắc tuồng á, sao đủ sống? Con định ăn cắp già vô thôi. Có tiền chữa bệnh cho má con là con bỏ liền. Con đừng có nói mà cái điều ngụy biện coi. Con thích lên sân khấu con diễn lắm. Con cứ canh á, có ai bệnh, có ai bận á, con xin ông bầu cho con lên con hát. Con thế giùm thôi cũng được nữa. Con không cần đóng vai chính đâu. Cho con lên sân khấu thôi. Cô ơi cô. Cô cho con thử đi. Con thử cho cô coi nha. Cô mà làm được cô cho con hát nha cô. Con thử cho cô coi nha. Con thử cho cô coi. Hỡi muôn dân, dù cho máu nhuộm chiến bào, thấy với đồng nội, ta cũng quyết đánh đuổi kẻ thù giữ an bờ cõi. Non sông ta thống nhất, dân tộc ta trường tồn. Tập tuồng đi. Có người nói vui rồi. Tập tuồng.
từ đầu chương trình, Lê Lộc đã ước mơ một bức ảnh cùng với đại gia đình. Và ngày hôm nay, cả Trấn Thành, Minh Cường và các nghệ sĩ đều mong muốn thực hiện ước mơ cho Lê Lộc. Và chúng ta hãy thực hiện một bức ảnh dành cho Lê Lộc. Con muốn dành đêm nay dành cho ba mẹ của con được diễn lại cùng với nhau và được diễn lại cùng với con. Thực sự là con không cần giải thưởng gì đâu, con chỉ cần ba mẹ hòa thuận diễn chung với nhau là con vui rồi. Con biết là dù cho mỗi người mỗi nơi, nhưng mà gia đình con vẫn ở chung một mái nhà, đó là mái nhà nghệ thuật. Còn bây giờ xin mời mọi người vào trong để Lê Lộc ở đây một mình lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo. Xin cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng lắng nghe lời nhận xét từ phía nghệ sĩ Minh Nhí. Chú Minh biết con từ lúc con mới đẻ, nhưng chú Minh không có ngờ là con bây giờ lại trở nên một cô diễn viên rất là đa năng. Có thể con hát ca nhạc hơi dở một chút, là giọng cổ hơi dở một chút làm cho chú Thái Châu bấn loạn, nhưng mà rất là dễ thương, rất mất là dễ thương. Thăng bằng. Dạ, nó cũng gần gần vậy đó anh. Thể mà não mình mà nó bấn loạn là mình mất thăng bằng. Con là một cô bé chịu thương, chịu khổ, chịu cực, chịu tìm tòi, chịu sáng tạo, chịu rèn luyện. Đó là điều chúng mình rất là thích. Và đặc biệt là chúng mình rất xúc động với tấm lòng của con. Tấm lòng của người nghệ sĩ là số 1. Và hiếu thảo cũng là số 1. Cái vai diễn của Lộc muốn trở thành một người nghệ sĩ, muốn có những cái hào quang như những người đàn anh, đàn cha, đàn chú, thì bản thân của Lê Lộc phấn đấu, và chính Lê Lộc đã có những cái tài năng đó. Cái tiểu phẩm này mang đầy tính nhân văn. Anh Duy Phương diễn rất là hay. Cái phần đầu có vẻ hơi dài ra một tí, ít có sân diễn cho con diễn. Phần sau đó, từ những nét diễn rất là chân thật, rồi cả những giọng nói âm sắc, giọng âm vang của sân khấu, thì mọi người sẽ tin rằng cái tương lai của con sẽ tiến xa hơn nữa. Thông qua chương trình và thông qua các bạn, chúng tôi thấy có một cái việc rất là quý báu. Nó không có mới, nhưng mà cái điều mà nhân loại rất là cần, đó là cái tình người. Đây là một cái chương trình ý nghĩa, sang trọng và nghiêm túc và ăn khách, phải không quý vị? Và tôi cũng xin trân trọng kính mời giám đốc đài truyền hình đứng dậy cùng với anh Phú. Hãy cho tất cả chúng tôi cảm ơn anh, cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và cảm ơn Jess Studio đã cho chúng tôi có mặt ở cái chương trình giá trị này. Thông qua những cái tiết mục chúng ta thấy điều gì? Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới, và rõ ràng nghệ thuật đẹp làm nghiêm túc với tài năng của các bạn trẻ, chúng ta có sức thuyết phục toàn thế giới này để nghe được tiếng nói của dân tộc Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Vâng, xin được cảm ơn lời tri ân từ phía giám khảo nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo trường quay dành cho Lê Lộc. Nguyên Vũ đã có số điểm 9,7 điểm, chúc mừng bạn. Mày giỡn cái gì? Tao té mày vui lắm hả mày? Trời đất ơi, cái đồ thứ lừa gạt à. Việt Kiều giả mà dám qua mặt tao hả? Mày để tao nhìn thấy mặt mày nữa là mày chết với tao vậy mày? Mày xuất hiện ở đây một lần nữa tao giết mày chết. Dạ, 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 chào bác. Chào cái gì mà chào? Mày đang để chửi hả? Đi! Đứng lại! Béo! Chào chào cái gì? Muốn gì? Dạ, cho con hỏi thăm, đây có phải là... Hỏi thăm gì mà hỏi thăm? Đi đi! Đứng lại! Béo! Hỏi gì hỏi lẹ đi! Dạ, đây có phải là quán cà phê của Lê Lộc không ạ? Phải! Lê Lộc con của Lê Giang. Ê nè, tôi là Lê Giang. Nói gì mà bác không nhớ mặt con? Con thì... với bác ad fan Facebook rồi đó. Con xin giới thiệu Việt Kiều Mỹ mới về nước. Hả? Nhớ không? Michael Moon, Michael Moon. Facebook? Ê, tao nhớ rồi mày. Xin lỗi nha, nãy giờ bắt giữ con quỷ kia. Dạ, dạ. Ờ, ngồi, ngồi, ngồi con. Ngồi, ngồi, ngồi đi. Ngồi, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, dạ, ngồi đây. Ngồi đi. Ừ. Dạ. Ồ, bác, sao cái ghế này ngồi thấy cùi bắp quá vậy?
quán cà phê phải phải ít nhất là cho con ngồi mấy bốn cái ghế mà nệm nệm kia đó. Mày, tao lấy ghế đó tao bị trừ điểm á. Ừ. Ghê quá. Thôi tao nước uống ly nước uống. Ừ, ngồi đây tao lấy nước. Đá không được nó con. Rồi rồi. Dạ dạ dạ. Uống nước suối nha. Quán rồi. Mát quá bạn ơi. Rồi uống nước đi. Dạ cảm ơn bác. Rồi về đây là thăm gia đình hay là đi du lịch? Không, về con làm ăn. Làm ăn hả? Bác biết cái Vũng Tàu không? Biết. Con xây cái cao ốc 90 tầng. Trời đất ơi, xây 90 tầng mà để nuôi ốc thôi hả? Không phải, bác ơi, ý của nó là cao ốc ở đây là cái building, cái đồ sộ đó. Bác biết cái tòa nhà trắng ở Mỹ Washington DC không? Ờ, biết, biết. Chỗ Moma ở đó. Ừ. Con thiết kế đó. Bác biết cái tháp Eiffel của Pháp không? Biết luôn. Con thiết kế đó. Trời ơi, mày giỏi vậy. Bác biết cái hồ con rùa không? Biết luôn. 6 giờ chiều là ra ăn bò bía rồi đó đó. Bị vô nhiêu rồi. Bạn thấy bác giỡn vui thì con giỡn cho bác vui thôi. Nói nghe. Bà công nhận nha. Con kết cái mặt bác đó. Không, công nhận nhất là cái miệng. Có hai dê chó dễ thương quá. Nhìn vô là muốn làm thơ liền. Trời đất ơi, làm thơ luôn hả? Bác ngồi đây con tặng rồi, cho bác mấy câu thơ. Dạ. Rồi. Sao? Mặt bác nhìn rất là phê. À, phê đây không phải là phê Bồ Đà. Mặt bác nhìn không có già. Già đây không phải là già nếp nhăn. Mặt bác nhìn rất là căng. Căng đây là chỗ có hai mục đường. Cái này là bác thiệt nha, không có nịnh bác đâu nha. Mày thiệt lứa, mày dễ thương gì đâu hả quỷ. Mày, tao chấm mày là con ghẻ tao rồi đó nha. Bác yên tâm đi, con làm một đám cưới linh đình nhất Sài Gòn này. Đi bác cho bác đi chiếc xe limousine. Mày ác nữa. Tao má vợ mày mà mày cho đi xe gì chở ly với mấy thằng ăn xin không à? Phải bắt lú quá. Limousine là cái hiệu limousine. Cái xe nó dài lắm. Đèn bật xanh chớp đỏ chớp tắt này nó có rượu bác uống luôn. Bác muốn lên lóc nhà bắt con gà có luôn. Bấm nhặt một play có. Lên lóc nhà là bắt con gà gặp bà già. Gặp bà già mặc như cái cà. Trời ơi lạ lắm bác ơi. Thiệt á. Mày làm tao khoái mày. Thiệt. Con tổ chức con mời ca sĩ nổi tiếng không? Mời ban nhạc Hàn Quốc qua luôn. Con sẽ lên con hát một câu giọng cổ cho bác nghe. Trời đất ơi mày chết. Mày đụng tới cải lương là mày đụng tới tao rồi. Đụng hàng hả bác? Cải lương tao một bụng. Bác có biết hát cải lương không? Biết chứ. Bác hát câu mấy hát con nghe thử. Không phải hát một câu, tao hát một hơi, một trăm chữ. Trăm chữ? À. Bác làm thử coi. Tao làm thử mày nghe tiếp đi. Rồi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là một cái chốc giờ cho nó thì gặp gỡ nhau đi, gặp nhau đi. Xì tóp, xì tóp, xì tóp. Con góp ý với bác nha, bác hát phải mở khẩu hình mồm ra. Há miệng ra là phải có hơi liền. À, tao nhớ rồi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là một kiếp trước giữa chống lâm tiền gặp gỡ nhau đây, gặp nhau đây. Vì mọi tình đầu ngàn lời chung thủy lời nói hôm nay chàng nghe cho kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay. Em vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu được gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng khổ ải. Ba xin sắp bài từ muôn kiếp trước chàng ấy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu. Bác, Trung Quốc chi 100 chữ bây giờ rụng nụ luôn à. Má ơi. Đó, giật tóc bài hiệu quả quá. Bác ơi, tại sao mà bác ngã không? Sao? Đó, tại vì bác hát cái lương bác phải đứng lên, bác lấy hơi, bác diễn xuất đàng hoàng. Bác ngồi nó bị ém hơi. Bây giờ bác đứng lên đi, bác đứng lên. Đứng lên hả? Chị với bác hát lại luôn. Dạ. Rồi, hát lại cho nghe luôn. Đó, chị với hát nè, đứng lên lấy hơi vô nè. Hai, ba lấy hơi vô, lấy sâu vô, vừa hơi bụng lồng ngực luôn. Hai, ba, lấy vô, lấy. Hai, ba. Thì mỗi tình đầu ngàn lời chúng tủy lời nói hôm nay chẳng nghe cho kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay. Em cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng cô ải duyên nợ. Ba xin sắp bài từ một kiếp trước chàng hãy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Không có thiệt, bác hát rất là hay. Gái bác hát. Má con. Nói vậy là Lê Lộc hát chứ không phải Lê Giang hát hả? Không phải, Lê Lộc hát. Trời ơi, hồi xưa giờ tôi coi ca nhạc có hát layback. Bữa nay vô giọng cổ cũng hát layback nữa hả? Nay mai chắc tình hình này tấu hề cũng có layback luôn á. Dạ, dạ chào. Làm quen đi con. Dạ. Lộc, dễ thương quá. Dạ em Lê Lộc chào anh ạ. Yên tâm đi bác, con mà cưới được Lộc á, con sẽ bảo lãnh là Lộc với Lê Lộc với Lê Giang qua Mỹ. Con để lại Duy Phương, Duy Phước ở lại. Yên tâm. Nè nó nghe. Dạ. Hai đứa làm quen nha. Dạ. Tao vô tao nấu một cơm cúng hai đứa. Lộn. Dạ con thích ăn cá lóc.
Ừ, tao nấu mâm cơm mời hai đứa mày ăn. Dạ. Rồi, dạ. Vậy nha. Dạ. Rồi, ok. Má em dễ thương lắm. Trời ơi, đất ơi, quỷ sứ. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày lừa gạt tao chưa? Đã cho mày quay đây muốn đi làm gì mày? Có đây nè, nãy chửi quá quên cái đó. Chửi gì mà chửi mày? Mày chưa thấy tiền nhau thôi mà giỡn. Mày đi chưa? Mày giỡn cái gì? Dạ, rồi, xin em bán, xin em bán. Mày... Thằng Mai còn muốn. Mày ở đây rồi quán phở bển ai bưng? Tao chưa có chết ra được con khùng của mày. Mày nói gì tao lao vậy? Trời ơi, mày... đây nè, thằng Mai Cù Môn đây nè. Dạ. Thì bác, đây là một trong bốn thằng Mai Cù giàu nhất nước Mỹ đó bác. Nè, thấy dễ thương không? Dạ, dễ thương, đẹp á. Dạ. Giờ sắp cưới được không? Không. Rất nổ nè mày, tao thấy mày nổ rất văng mụn mày luôn á. Mày nổ. Bác Mai Cù ấy giàu lắm, hai tụi con giàu nhất nước Mỹ, đây là nó giỡn. Mày nín coi. Nổ là sao con? Bác bình tĩnh, bác nghe con nói đi. Con là bạn thân của nó là Michael Mung. Hai thằng con bên Mỹ rất là nghèo khổ, hai thằng mới đi bưng phở. Bác bị nó lừa rồi, nó lấy cái mát là Việt Kiều, nó về xây cao ốc gì đó, 90 tầng vậy đó không? À. Con chiêu chơi hoài à, thằng này nè, bữa nè, mới hôm qua đây nè, chứ hôm bữa nào đi nhậu nè, mày đặt nổ, mình Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam, mày đặt nó đó. Ờ, tôi là Việt Kiều mới về nữa, tôi không dành tiếng Việt. Cho tôi hỏi chầu này ai lo? Trời ơi, kỳ kỳ vậy trời. Michael Mung. Là nó lừa bác xong rồi, nó lừa con gái bác luôn. Trời ơi! Trời ơi! Vậy là tôi giỡn không rồi! Má ơi! Wow! Giàng Quy! Giàng Quy! Cung nữ! Lui đi! Gọi quan thái quý vào đây cho ta. Dạ, thần là quan thái quý, chậm trễ tiếp nghinh, xin hoàng nàng hậu niệm tình xá tội. Dương Lễ Chi này bày biện để tiếp ai đây? Dạ, dạ muôn tâu. Dạ, dùng để tiếp hoàng thượng gia lâm. Dạ. Và ai nữa? Dạ, còn có Ngọc Giao nữa. Ngọc Giao à! Dạ, đúng vậy. Việc Ngô Phi xuất đầu lộ diện khiến cho ta nửa tin nửa ngờ. Các ngươi đúng là đồ tôi! Hay là các ngươi muốn chống lại ta? Tòng theo Nguyễn Trãi đúng không? Đúng rồi! Dạ chúng ta không có dám hoàng hậu ơi! Đứng lên! Có thật, Thánh Hoàng đã hạ lệnh bãi binh. Dạ muôn tâu đúng như vậy, sự thật là như đúng vậy à? Đúng như vậy à? Các ngươi cũng đồng tình. Dạ muôn tâu hoàng hậu, ý của Thánh Hoàng như thế chúng thần không thể cản ngăn. Không thể cản ngăn. Dạ. Vậy thì miệng lưỡi các ông để đâu? Sao thường ngày tự khoe tài học cao hiểu rộng, quán cổ thông kim, chuyên đi chinh phục lòng người, các ngươi không bằng một ngón chân của Nguyễn Trãi. Tướng tài nào của các ông làm việc đó? Dạ bẩm hoàng hậu, đó là đô quý. Đô quý Đinh Thắng à? Tâu dân. Sao hôm nay không có mặt để ứng hầu? Dạ, thật đô quý Đinh Thắng xin cúi đầu chịu tội trước bề trên. Còn tên tội đồ đâu? Sao không cùng vào một thể? Muôn tâu hoàng hậu, đưa hắn vào cho ta hỏi. Quân! Đưa tên áo đen vào! Tên đố mạc kia, ta hỏi ngươi, phải khai cho thật, ai là người đã xui ngươi?
theo ám hại Ngô Phi. Dạ, bẩm hoàng hậu, xin hoàng hậu niệm tình mà tha cho con mạng sống. Dạ, đô quý Đinh Thắng bảo con làm vậy à. Đồ vô dụng. Giáp sĩ, chém đầu. Không. Trăm lại hoàng hậu, ngàn lại hoàng hậu. Xin người hãy tha cho con tội chết, vì con đã nói lên sự thật. Vậy thì My phải chết, vì My đã nói ra sự thật. My nên nhớ, ta rất căm ghét sự thật. Giáp sĩ. Dạ. Y lệnh. Không, không được giết ta, vì ta đã nói ra sự thật. Và sự thật chính Linh Ba, chính Linh Ba là người muốn giết thái tử và Ngô Phi kia mà. Không, buông ta ra. Không, không, buông ta ra. Đến lượt ông, nghe ta hỏi, cứ coi như vừa rồi hắn đã khai trước mặt hoàng thượng chính ông là người đã xui hắn. Vậy khi hoàng thượng buộc ông phải khai ra ai là người đã xui ông, thì ông định khai ra ai? Buồn tâu hoàng hậu, thần hiểu ý hoàng hậu, nhưng thần không thể nào đứng trước mặt hoàng thượng mà tâu rằng chính quan phục hầu Nguyễn Trãi đã sai thần làm việc đó theo ý của hoàng hậu được. Vì sao? Vì dẫu thần có đê tiện đến mức nào thì sự đê tiện của thần vẫn có lòng kính trọng cần có với người tài đức rạng ngời của quan phục hầu Nguyễn Trãi. Khá lắm, khá lắm. Riêng ta, không có bất cứ kẻ nào dám xem ta là kẻ đê tiện, kể cả các bậc trung thần cũng đều quỳ một với chân ta. Dạ đúng vậy. Ấy vậy mà ta vẫn căm ghét tài đức của quan phục hầu Nguyễn Trãi. Ta căm ghét tột độ. Ngươi hiểu ý ta chứ? Giáp sĩ. Dạ. Lột hết áo mạo của Đinh Thắng cho ta. Không cần, để ta tự làm lấy. Đứng lại. Nhà ngươi không thể nào đi dễ dàng như vậy. Giáp sĩ. Dạ. Không, buông ta ra. Nào, ca ngợi Nguyễn Trãi nữa đi. Ca ngợi Nguyễn Trãi nữa đi. Ông đô giám. Có thần. Ông thấy ta đối với bọn họ như thế nào? Dạ thưa hoàng hậu, dạ hoàng hậu đối với bọn họ là chi đúng, dạ chi phải, dạ chi rõ, chi... Nhìn sắc diện của ông, ta thấy câu trả lời vừa rồi không thật lòng ông nghĩ. Nhưng mà câu trả lời đó lại khiến cho ta hài lòng. Dạ đôi ông hoàng hậu. Ông đô giám. Dạ. Ông thấy Nguyễn Trãi là người như thế nào? Dạ thưa hoàng hậu, Nguyễn Trãi là người... Dạ thưa hoàng hậu, chẳng hay hoàng hậu muốn thần nói thật hay là nói dối?
giờ thì ta cho phép nhà ngươi nói thật. Dạ đội anh hoàng hậu, dạ đội anh hoàng hậu, dạ thưa hoàng hậu, Nguyễn Trãi là một người lòng dạ gian sắt. Hắn ta suốt ngày suốt đời chỉ biết lo cho dân cho nước, không biết hưởng thụ quyền lợi cá nhân gì hết. Quanh năm suốt tháng chỉ áo giải quần phô mà bày đặt dùng ngòi bút của mình, biến nó trở thành vũ khí để viết lên những bài hịch công kích, tố cáo những bọn tham quan ô lại, cậy thế ỷ quyền hà hiếp dân lành. Không đó, ở trong đó không có thần à nhen. Trời ơi, chửi gì đâu mà chửi từ ở trên nóc mà chửi dài xuống cỡ hạ thần. Từ hạ thần ổng chửi chổng ngược trở lên. Chửi nhiều nhất là chửi hoàng hậu. Nguyễn Trãi, chính nhà ngươi là mũi đinh đâm nhức nhối mắt ta. Tài với ngươi quyết một con một mất. Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi. Có mới nhăn chứ. Mới vừa rồi ba coi cái chương trình Sao Nói Ngồi, phải không? Ủa ba có coi hả? Có coi. Đó hay vậy con. Dạ. Sao mà con không chịu giới thiệu ba tham gia mấy chương trình đó cho vui? Con không có dám mời ba tại sợ ba bận nhiều việc. Đó, bận gì con. Bận gì bận cho ba cũng sắp xếp mà quay được chứ có sao đâu. Thiệt không ba? Thiệt. Vậy thôi, cái số tiếp theo là cái số Như Nước Thái Sơn á à. Là nói về cha. Vậy thôi ba diễn với con nha. Trời ơi, vậy là hay quá. Dạ. Được, ba diễn với con, được á. Ba hứa nha. Có tiền không? Trời ơi. Ba ơi. Ba. Có chuyện gì chà, bữa nay ăn mặc giống như điệp viên quá. Tất nhiên rồi. Con đang bí mật điều tra một vụ rất nghiêm trọng. Con làm điệp viên? Vâng. Điều tra? Vâng. Trời ơi, ghê quá. Điều tra ai hả? Ông ba. Ông ba đừng làm gì đâu, điều tra ông ba. Mày làm tao sợ quá. Ông ba đó nha. Ông ba đó là kiện tướng cờ vua hồi xưa phải không? Ai nói với con là ông ba là kiện tướng cờ vua? Ba má còn nói. Hay quá, ba má mày chính xác đó. Mà có chuyện gì không? Ông ba biết, con biết ông ba là kiện tướng cờ vua à. Cho nên con qua đây là ông ba phải có trách nhiệm huấn luyện con thành kiện tướng cờ vua. Gì vậy? Hủ tiếu bột kho. Hủ tiếu bột kho đem cho. Vâng. Hay quá. Thôi nó cho con để ăn đi. Thôi ông ba cầm đi cho con vui. Nghe hả? Cảm ơn vâng. Con ê, cầm rồi là chấp nhận nha. Chấp nhận cái gì? Trả tiền cho con. Rồi bây giờ tao mới hiểu là mày là thằng bán hủ tiếu dạo. Không. Bán tới nhà luôn phải không? Không, nói chơi với ông ba thôi, làm người ai làm thế. Biết thế mà vẫn có người thế. Thế thế là ông ba gặp người không tử tế. Nếu tử tế nói làm gì? Giờ không có gì hết, con về nha ông ba. Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi. Tới giờ đi làm con gái ơi. Con đang ngủ mà ba cười quá à. Trời ơi con ơi, con gái gì ngủ xấu dữ vậy con? Bây giờ nè, ăn sáng nha con. Ăn sáng đi, đi làm, ăn miếng đi làm nha. Trời bà thương. Ăn gì vậy ba? À, còn một món duy nhất. Hủ tiếu bò kho được không? Hiểu ba. Thích phải không? Chờ ba. Ấy, đã không? Đã. Ăn đi con, ăn đại đi làm con. Thôi ba, ba lấy cái chén đi. Lấy chén nha. Ủa lấy chén gì con? Con xớt ra ba ăn chung với con. Thôi con ăn đi ba, không ăn đâu. Sao vậy? Ừ con ăn đi ba, ba không ăn, ba no hồi nãy rồi, sáng ba ăn sáng rồi. Ba ăn gì? Có hồi nãy nãy nó mua ổn mì ba ăn rồi. Nước nè con. Dạ. À thôi nè 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 uống đi. Ủa ba ăn chưa? Ba thử coi ngon không. Ba ăn rồi con, hồi nãy ba ăn mì ngon quá trời. Gì con? Chết rồi ba ơi. Sao vậy? Hồi sáng. Cái gì con? Bị hôm nay là trời sáng đúng không? Ừ. Hồi tối hôm qua con quên dắt xe vô nhà. Ba ba, ba có dắt giùm con không vậy? Chết cha. Ba đẩy vô ba khóa cẩn thận lắm mà.
Thấy chưa? Này làm con hết hồn. Con gái bao giờ cũng vậy á nha. Ba nhắc nhở nhiều lần rồi nha. Là con gái bao giờ cũng phải ý tứ, ngăn nắp, cẩn thận. Nghe chưa? Không bao giờ bê trễ, không bao giờ gian dối. Đó là những điều ba dạy cho con. Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ. Mà con không khéo cái đó thì con trở thành gái hư hả? Đó, đúng. Hay, con nhận định vậy là ba thấy là ba vui rồi. Ha. Ba nói con gái hư không? Chuyện gái hư đâu? Ba đâu có nói đâu. Thôi, con giận ba luôn. Thôi trời ơi, ba đâu có nói đâu. Con tự nhiên con nói rồi nổi thừa. Ba có nói đâu, trời ơi, ba có nói đâu. Trời ơi, không có nói. Nhõng nhẽo tí thôi. Ba ơi, con ra dắt xe chuẩn bị đi làm nha. Ba sao con ngo hoài kỳ quá. Sớm nè, biết con mua cho ba gì không? Hủ tiếu bò kho. Con biết ăn, ba thích ăn món này lắm. Con thích ăn món nào á là ba thích ăn món đó đúng không? Vì ba thương con mà. Nhà này vắng ba con buồn lắm, con buồn nhiều lắm. Nhưng mà con vẫn nhớ những lời dạy của ba dạy cho con. Con hứa với ba là con sẽ trưởng thành, con sẽ khôn lớn hơn. Vì con thương ba mà. Con hứa với ba. Con hứa với ba. Con sẽ nên người. Chỉ cần ba luôn luôn bên cạnh con. Ba ăn đi. Con xin lỗi nha. Nãy giờ nhiều quá, nở hết hủ tiếu của ba rồi. Ba không mặn là con ăn hết á. Con ăn thiệt á. Văn sói đi, tao biết hú quá. Thôi đi, phước mà giá gái là em rớt đó. Thằng bôi bác quá, người ta phụ rồi kêu tao có ý kiến rồi giờ la làm sao. Thôi bây giờ vậy đi, ngồi suy nghĩ nãy giờ nó cũng không ra được gì hết trơn. Có một cách này hay lắm, đi theo anh hai, có phương án giải quyết liền. Đi. Cái này được nè, cái này hay nè, cái này là phân xử tài tình là cái gì, nó nói gì cái gì tôi cũng biết. Mẹ vậy?
thì có cảm giác nó có linh tính là sắp gặp mẹ thôi, chứ anh hai cũng đâu có biết đường đâu. Hả? Tới rồi. Tới rồi hả? Tới đường cùng rồi nha. Ủa đâu có được, cái này là không, cái này là bị ủa? Lạc đường á hả? Bản đồ. Đó, trời, nãy giờ anh kêu lấy cái này, phương án này hay nè. Đói quá. Hai người làm ăn giúp tôi. Tôi đói quá. Anh bị sao vậy? Sao vậy? Anh bị sao vậy? Tôi đi tìm cây tre chăm đốt. Trời đất ơi, anh tìm gì chăm đốt như vậy? Anh tìm một đốt thôi. Không được, tôi phải tìm được cây tre 100 đốt thì Phú ông mới chịu gả con gái cho tôi. Phú ông, cây tre chăm đốt. Con gái. Con gái. Ý, vậy là anh chàng này đóng trong chuyện cây tre chăm đốt. Hai người làm ăn cứu tôi đi. Hai người đang nói cái gì vậy? Anh bình tĩnh. Em có được không? Có đồ ăn. Hiểu rồi. Anh hai. Sao? Bây giờ còn hai cái đúng không? Thì bây giờ còn có hai cái là để cho thôi, hai. Thôi anh hai giữ cái đi, em không có đói. Ha. Cho anh cái này đi. Biết ha. Rồi nhưng mà anh hai sợ lỡ. Không sao đâu, không sao. Em không có đói đâu. Mình có bản đồ chút mình đi về rồi, tìm đường đi về. Rồi ok. Thằng anh luôn á. Tôi cảm ơn hai người nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn hai người nhiều lắm. Dạ, không, được rồi. Bây giờ anh cầm nước này, anh đi uống đi, dọc đường em, có mệt. Em tặng anh chai nước luôn. Dạ. Anh đi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cây tre chăm đốt. Đúng rồi. Để cưới này Út. Dạ, anh đi nhanh nha. Ơn này tôi sẽ không bao giờ qua hai người. Không sao đâu. Không sao đâu, đi. Cảm ơn hai người. Bây giờ coi hai anh em mình được chỗ nào ta? Đâu, coi. Gom lại, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Bỏ gì? Đi lên. Lên đi, nó chở về luôn á. Đi lên. Hai người đi đâu vậy? Ủa, anh đi đâu đây? Tôi đang đi tìm nàng tắm của tôi. Anh tìm em chi vậy? Em họ Cơm tên Tắm. Còn anh của em? Dạ, tôi họ Cơm tên Sườn. Tôi nhớ Tắm thì làm gì có anh trai. Tắm chỉ có một người em gái tên là Cám mà thôi. Cô em gái rất độc ác. Nhưng mà hai người ơi, tôi lo đi tìm nàng Tắm quá, tôi đã bị lạc vào nơi này mất tiêu rồi. Chết cha lạc nữa hả? Thiệt tình không biết giúp anh sao nữa. Có cách nào giúp tôi không? Nếu mà giúp được tôi sẽ trọng thưởng cho hai người. Thôi bây giờ vậy đi, chỉ đường cho ta đi. À, nãy mới còn bản đồ. Để em. Mới còn đồ chỉ đây. Đi. Yên tâm, em thông minh lắm. Nè, đây. Hướng này, nhìn tay em. Ngã từ bên phải. Khùng quá thiệt chứ, chỉ bậy bạ không. Bây giờ vậy nè, anh cầm cái bản đồ này. Anh hai, có cái bản đồ hai anh em mình đi lạc mà. Anh biết rồi, nhưng mà hai anh em mình nó có hai người, còn người ta có một người thôi. Mình phải giúp một người chứ em. Có anh hai bảo vệ mà, yên tâm, đừng lo, có anh hai này đừng lo. Nhưng mà hai người cũng đang bị lạc trong rừng mà. Không có sao đâu. Trời, cái thay tôi vậy không có con thú nào ăn nổi đâu. Tôi bảo vệ em có được mà, yên tâm. Anh cứ lấy bản đồ anh đi. Tôi giúp anh đó. Vậy. Đi. Không sao đâu. Anh đi đi, có anh hai của tôi bảo vệ tôi rồi. Đi. Anh đi tìm đi, anh đi tìm nàng Tắm đi. Đi. Tôi cảm ơn hai người nhiều lắm. Không có gì hết á. Không sao đâu. Đi nha. Đi. Đi nhanh lên. Rồi, giúp được người tốt rồi. Anh hai á. Sao nữa? Kỳ quá, em mới nói là có một cái bản đồ thôi mà. Em à, anh hai biết rồi, nhưng mà nè, nghe anh hai nói nè. Thôi, em không chịu đâu, bây giờ em muốn đi gặp mẹ, bây giờ không biết tìm đường đi nè, bây giờ làm sao đây? Mẹ đang ở đâu vậy? Con muốn gặp mẹ. Các con cứ lấy cung. Ê. Trong nhà sách người ta mà nằm ngủ rồi lắm nè. Gì thế ghê vậy? Anh hai. Cái gì? Anh hai, em mới vừa nằm mơ. Mơ gì? Em thấy hai anh em mình bị lạc vô rừng. Chết cha. Không có tìm được mẹ. Bây giờ không có mẹ thôi, mình tìm ba đỡ đi. Ủa gì kỳ vậy? Đâu có gì đâu kỳ. Mà giờ tóm gọn là nhớ mẹ phải không? Muốn tìm mẹ phải không? Rồi được rồi, đứng dậy đi, anh hai chở về gặp ba. Nữa. Phải nói là đây là lần đầu tiên Lê Lộc thể hiện một cái thể loại là nhạc kịch. Tại vì từ đó giờ toàn là diễn kịch, diễn hài không thôi. Còn hát họ là chỉ hát vui thôi. Chứ còn diễn kịch, nhạc kịch đó là mình phải hát trong cái lời thoại và hát trong cái câu nói đó. Thì rất là khó mà. Thật ra là Lê Lộc diễn hát rất là dở.
hát dở lắm. Mà không biết cái vòng thi này nó như thế nào. Hy vọng là thực hiện tốt cái đêm này. Nãy giờ nó diễn hài á em. Không, chị dạ. Diễn lại rồi. Em diễn duyên lắm, diễn mất cười lắm mà. Ôi, hát này hay nữa. Vậy được chưa em? Từ bỏ ước mơ luôn. Mà không, tôi phải thực hiện ước mơ của tôi. Cứ say đi vì cuộc đời cho phép. Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai hơn ai, ai giận ai, giận ai cho qua đi. Cứ vì tôi còn sống. Lộc. Em đang trong tuần nhạc kịch đó Lộc. Gì vậy? Ê, ê, ê. Trời, bởi con là thiệt tình á. Bao nhiêu năm nay chị sống ở cái miệt nè, chị không bao giờ quen được với tính cách đó luôn em. Con là như con lãng giang. Trời ơi, trời ơi, sao vậy định chui với đó luôn hay là gì? Lộc ơi. Ê. Ê, chứ nó có bị gì không vậy em? Có dập bẻ hay gì vui không? Sao tự nhiên? Lộc ơi, đừng có làm cho chị sợ nha Lộc ơi. Chị ơi, có nghe không tiếng em? Em giỡn chị vui mà chị khó quá. Em đã không có gia đình rồi, có hai chị thôi, hai chị biết yêu thương em chứ, đúng không? Thì ai nói không yêu thương em?
Hôm qua giờ lũ lụt không có đi học được, buồn ghê. Không biết lũ vậy bà cô còn sống không? Mày nói gì vậy Lập? Trời đất ơi, bà cô mày bà ở trên huyện chứ bà ở đây đâu mà lũ lụt. Trời đất ơi, mày có tiền mày đi học mà mày không có lo đi học, mày lo chùa cô giáo mày chết. Như tao nè, tao muốn đi học không có tiền đâu đi học. Áo trắng em đến trường, từng đàn chim cao gom vang, từng làn gió vần tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Yo, áo trắng sân trường nhớ em, từng trang vở còn mực thơm yeah. Yo, woo! Từng ô cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Lên luôn. Mày bơi lên đây. Em thấy không? Em thấy ước mơ của nó mãnh liệt chưa? Nó xuống dưới sông mà nó còn quằn quại dưới đó, em thấy chưa? Nghe nè, em ở trên đây đi. Hết lũ đi thì dẫn em đi học bổ túc. Ha, được không? Khổ dễ sợ. Khổ ơi, ơi ơi, ta nổi rồi. Nó đạp chị đâu á, đâu á. Ê con ơi, con ơi, trời ơi. Bình tĩnh. Sao không? Nó mấy đây rồi. Buông ra. Gì em? Để em đạp lại nó. Trời ơi Lộc ơi, em nghĩ làm sao mà em đạp con gì vậy Lộc? Thì chứ nó đạp chị hoài kìa. Thôi rồi. Con ngoan nha, con ngoan mẹ thương con nha. Có sao không? Thôi không, hết rồi. Con ngoan á, mẹ thương con nè. Hai dì ở đây á, hai dì có ước mơ thì mẹ cũng có ước mơ cho con lắm chứ bộ, con biết không? Thiệt tình là bây giờ á, mẹ chỉ có một ước mơ duy nhất thôi. Ước mơ gì vậy? Là được đi tắm. Cái gì vậy bà nội? Gì? Qua giờ bà tắm chưa đã hả? Hai em sao á? Hai em nghĩ đi, từ tối hôm qua tới giờ chị em mình kẹt trên hai cái mái nhà này nè. Mà tại vì ở vùng sâu vùng sao quá, người ta chưa cứu kịp. Thiệt nó ngứa ngáy muốn chết luôn nè. Chị không gì chị không gì con chị chứ bộ. Ôi chị em nhớ nãy hai tụi mình mới trượt bà te xuống dưới đây tắm rồi mà. Hai em, chị tắm là phải nước lắng phèn chị mới tắm được em. Ê nhà em còn mấy cục phèn kìa. Gì? Thấy không? Tắm giỡn à. Mà ước mơ của hai chị gì mà xa vời quá. Ước mơ của em là thiết thực nhất. Đúng rồi, thiết thực quá, diễn viên hài. Không phải, em có nhiều ước mơ lắm, nhưng mà ước mơ này còn thiết thực hơn đó nè. Gì? Ước gì em được ăn tô mì. Mày gói đi. Trời ơi, mới ước có liền luôn á. Mày gói nè mấy đứa ơi. Chú. Chú cứu con hả? Không, chú gì đưa mày gói. Chú còn phải vô trong mấy cái miệt xa nữa kìa, cho người ta mày gói. Nè, mày gói nè. Rồi, gọi đi ăn đi, lát hồi cứu hộ người ta tới nghe chưa? Trời ơi, con cảm ơn chú nhiều nha. Trời ơi, con mì gói chị ơi. Rồi, cho mì gói. Có nước sôi không? Mì gói nước sôi hả? Bậy em, ăn mì gói với nước sôi là xưa rồi. Bây giờ mùa lũ mình phải ăn mì gói với nước sông. Trời ơi. Sao vậy? Ước gì nữa hả? Ê, nước sôi nè. Trời, mới ước có liền luôn á. Sao nãy không đưa lượt luôn đi? Thích làm màu. Trời ơi, đây, dạ, cảm ơn. 5,000. Ủa gì kỳ vậy? Sao 5,000? Thì đúng rồi, mì gói là tiếp tế, còn nước sôi để chú kinh doanh. Trời. Chú qua mà giờ tụi con không có tiền ở đây. Bây giờ không có tiền đúng không? Dạ. Trao đổi hả? Đổi mì gói lấy nước sôi. Trời dễ ẹt, rồi mấy con. Ăn mì gói. Chị có nước sôi, chị ăn. Bây giờ cầm nước sôi rồi mì đâu mà ăn? Ủa chú mì đâu ăn chú? Không có mì ăn hả? Dạ. Đổi nữa không? Đổi. Mẹ, đổi nước sôi lấy mì gói. Ôi, tao giỡn thôi mẹ ơi. Nè, mì gói nè. Giữ trời ăn. Ơi, chú này là nó dở thồn à. Trời ơi, đang ngồi chụp có te. Giữ à. Ăn đi, lát hồi cũng hộ mấy đứa. Ơi, đau của mấy đứa. Cái gì vậy chị? Đau. Trời đau. Ơi, tôi nói thiệt. Nói hai quán. Con bà nó có cơ sao đạp hoài luôn á. Không có. Đau, cái này đau lắm. Cái gì vậy? Ủa, tôi bị gì mấy đứa? Ôi, trời ơi. Chết đẻ của em ơi, đau của em ơi. Chị mình đứng. Trời ơi. Chú. Đưa nó lên nghe em. Để cái thùng ở đây. Chị, để con. Chú chị ơi. Để trời ơi, chú. Mình tỉnh rồi nội. Bây giờ chú đưa con đi cho cảnh sát nha chú. Trời ơi. Chú.
nửa cái giờ nào mày ra kỳ vậy? Đó lên, nhìn em nè, chị nắm tay em nè, chị nắm tay em nè. Đó là một, hai, ba. Chú đưa chị con Anh Quyền đi. Chị ơi, chị em ơi, lại chị ơi. Chị ơi, chú ơi đi cẩn thận nha chú. Ờ. Không rồi nhớ về đón hai chị em con nha.